Alo mọi người, em lên con Sony Vaio cho mọi người tham khảo ha. Và em báo giá cho mọi người luôn. Con này nhẹ chỉ có 1 kg thôi mọi người. Màn hình 13.3 inch Sony Vaio thì làm cực kỳ chi tiết luôn mọi người. Làm cái viền nữa rất là đẹp. Viền rồi nè mọi người nhìn. Cái viền này, những cái viền viền nhôm á. Viền nhôm á làm rất là chi tiết. Làm rất là chi tiết luôn. Những cái dắt sạc, ngõ sạc đồ nè, làm rất là mịn và chi tiết. Đó, Sony Vaio màn hình 13.3 inch Full HD. Vaio thì đây mọi người, sẵn thì xem luôn cái phím của nó ha. Cái này là có phím LED nha mọi người, có phím LED nè. Đây, phím LED. Cái này là cái gì? Cái logo Vaio nha mọi người. Đó, cái bàn phím nè, cái bàn phím chỗ mà cái này là cái gì ha? Nhôm xước là rất là bóng rồi, nhìn rất là sang. Mỏng mà đẹp nữa, cái phím mà mọi người nhìn thấy không? Thấy ok mọi người ha. Nó có bóng nhẹ là người ta cũng có sử dụng rồi, tại mình mấy cũ mà, nhưng mà như vậy là cũng tạm ok rồi, không có mờ chữ nào hết. Nhìn rất là chi tiết, Sony Vaio nó sản xuất cái máy nhìn đã lắm mọi người. Máy nhẹ lắm, máy 13.3 inch cái size doanh nhân mà nó chỉ có một cái máy. Có 1 ký à. Từ ha. Có 1 ký à mọi người. Đây. Cấu hình của nó nè. Sony Vaio i5 thế hệ 6 nha mọi người. Cái model là VIP B11 nè. i5 thế hệ 6. Đây, RAM 8GB mọi người có thể là nhìn hết cái này, mọi người check giùm em ha. Còn do là máy em nó đang mưa. Đang nhỏ hột mưa sợ văng vô máy rồi. Ok mọi người. Cái này là cái ổ cứng của nó nè, là 256GB mọi người nha. 256GB. Máy thì màn hình Full HD. Full HD nè. Sử dụng là các chức năng hoàn hảo hết. Nói chung là máy hoạt động rất là ok. Pin cũng ok lắm. Pin là trên trên 2 giờ. Nói chung là pin ok mọi người. Chắc chắn là trên 2 giờ rồi. Máy nào thì em cũng hay nói là pin trên 2 giờ hết trơn á. Bao cho mọi người trên 2 giờ ha. Màn hình Full HD. Mỏng đẹp. Này do nước mưa nó văng vô thôi. Đây, em đem ra ngoài chi tiết thì là cực kỳ là sướng. Sony Vaio mà người ta làm rất là ok. Đây nè, phím LED nè mọi người nhìn ha. Phím LED. Con này á, em nói cho mọi người cái chỗ này nè. Cái chỗ nó không có quan trọng nhiều, nhưng mà mình phải nói cái màn hình của nó là nó bị một cái đốm sáng trên cái nền trắng, là mình mới thấy cái đốm này là gọi là cái phản quang. Đây nè mọi người, một chút xíu cái chỗ này thôi. Chút xíu siêu chỗ này. Đây là nó nhỏ y như là cái con chuột đâu, để em đưa con chuột tới. Đây nè mọi người, một chút xíu chỗ này thôi. Đó, một chút xíu chỗ đó thôi. Là trên nền trắng, trên cái nền khác thì mình không thấy, trên nền trắng mới thấy rất là mờ, vẫn thấy được chữ vẫn này kia. Nhưng mà mình phải nói cho mọi người biết là nói một xíu siêu chỗ màn hình chỗ này thôi. Mình bao cho mọi người á, do nó bị vậy nó không phải y như là bị cấn hoặc là bị loang mực hay là bị sập đâu mọi người. Nó chỉ hoài như vậy, nó không có bị loang gì hết. Cho nên nó làm ví dụ như mà mọi người á, mà chốt á, thì riêng con này, riêng màn hình này em bao test cho mọi người 1 tháng, mọi người cứ yên tâm sử dụng, không bao giờ loang không gì hết. Nhưng mà do ví dụ như em nghĩ là do khi mà chuyển về á, nó cứng thì nó, cái lớp này nó không phải là bị ở trong cái màn hình mà là do cái lớp phản quang ở trong nó cứng thôi. Chữ rồi là mọi thứ đều ok hết nha mọi người. Một chút xíu vậy thôi, nếu bình thường mọi người không để ý cũng không có thấy được đâu. Nhưng mà mình có sao thì mình phải view thật lòng như vậy để mọi người thấy. Có thể là nhiều người không có để ý, cũng không có quan trọng. Hoặc là khi mà mình xem YouTube, mình làm việc mình không có để ý. Chỉ trên nền trắng mình chấm rất là nhẹ ở phía sau, không mất chữ không gì hết. Cái đó nó vậy, em bao test cho mọi người 1 tháng để mọi người yên tâm sử dụng ha. Máy thì zin nguyên bản, do về em nghĩ là do tác động vật lý thôi, nó cứng thôi rồi nó ra ra vậy thôi. Nó không có phải y như là sọc hay là bị loang mực. Cái đó là nó sẽ càng ngày nó càng loang ra, nó hư. Còn cái này là nó đóm là nó hoài như vậy luôn. Tại vì em có một con máy cũng như vậy, em sử dụng 2 năm nay rồi không có sao hết. Cho nên em nói với mọi người như vậy ha. Có một chứ không phải là máy nào về là nó cũng là đầy đủ hết trơn. Nó phải có lúc này lúc kia nó lỗi như vậy đó, chút xíu vậy thôi. Máy ok nha mọi người, em bán cho mọi người 5,5 triệu với cái tình trạng như vậy. Nếu mà mọi người không, khi mọi người nghe thì em ban đầu em cũng nói ra thì mọi người lại sợ là nó lỗi như vậy, nhưng mà
Cái đó thì nó bình thường thôi nha mọi người, không có gì hết. Nó cũng giống như những dòng Bana đó, nó hay đốm đốm nhưng mà khách vẫn cứ mua như thường. Đốm nặng hơn nữa, cũng sao hết. Thì cái này nó đốm rất là nhẹ. Đó, 5,5 triệu. Máy kèm sạc, sạc zin của Sony VO rất là khó tìm luôn mọi người. Nhưng mà về em á thì sạc theo máy hết trơn à. Cho nên là mọi người, tại vì biết sao mọi người, có khách đó nhờ em, họ không có sạc Sony VO, họ nhờ đi mua giờ, họ nhờ mình đó là giùm em phải đặt ở bên Nhật đem về cho người ta. Rất là ít, còn ở Việt Nam tìm rất là hiếm có. Em mới nói là sạc Sony VO rất là hiếm mà như vậy á. Zin nguyên bản kèm sạc máy ok, sử dụng tốt mọi chức năng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai chốt thì cọc em 1,000,000 em ship code cho mọi người ha, và bao test cho mọi người 1 tháng. Cái riêng cái máy này nha mọi người, bình thường là 1 tuần thôi, tại vì nó đốm cho nên em sợ mọi người là lo lắng. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.